Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hòa Sáo TV và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của Luân ở ngoài Hải Dương bạo hành và tra tấn chị Giao bầu 7 tháng. Và hôm nay thì đã có thông tin mới nhất rồi quý vị ơi. Và hiện tại mọi người đang rất quan tâm là Luân đã nhận tội hay chưa, khi mà vẫn chối cãi và không chịu nhận tội ở đây là bạo hành bằng cái móc quần áo hơ lửa để dí vào mặt, dí vào người, không chịu nhận tội bởi vì lấy cái tay cầm của cầu thang để đánh vào đùi, đánh vào bánh chè, đánh vào những cái vùng trọng yếu và dùng dây điện của cái nồi cơm điện để đánh tạo ra cái vết thương khắp cơ thể của chị Giao. Còn một cái yếu tố nữa đó chính là cái giấy nợ 2 tỷ mà chị Giao phải ký, thì cái giấy đó đang ở đâu và liệu là Luân có thừa nhận cái hành vi này hay không? Thì trước tiên thì em sẽ cho mọi người xem cái dẫn chứng đã để cho mọi người sẽ biết được là cái giấy nợ 2 tỷ này nó bắt đầu từ đâu. Đó, em sẽ cho tất cả mọi người xem cái câu chuyện này quý vị nhé. Đây, các mọi người sẽ cho mọi người cũng như là để xem cái thông tin chính thức. Anh ơi, em cũng nói luôn là lúc đó, cái lý do là do chồng em á là bắt em viết 4 tờ giấy nợ. 4 tờ giấy nợ khống mà không mang tên chồng em, mà mang tên, nói là mang tên của em, của bạn bè gì đó. Rồi bắt em viết 4 tờ. Nói nếu như em không viết á thì sẽ chặt tay chặt chân em rồi cắt cổ em, là cho người về nhà cắt cổ ba em, mẹ em, con trai và em gái treo ở cổng rào, còn không mới là sẽ chích sida vô người cho cả nhà em chết trong việc nhã. Nên nói chung là em sợ dao thì đưa vô cổ em như này nè, nên là bắt buộc em phải viết và ký tên. Khoan, như vậy ký giấy là ký với ai, ai là người chủ nợ? Em không biết chủ nợ là ai luôn, em chưa từng gặp chủ nợ luôn, em cũng chưa thấy số tiền nữa luôn. Tức là biết một cái giấy nợ thống nhưng mà phải... Vậy là trên cái hình thức là chị vì cái giấy nợ đó, đúng, chồng chị đe dọa là nếu mà chị có vấn đề gì hay tiết lộ những cái trận hành hạ đầu roi đó, đúng, thì chồng chị sẽ cho người xiết theo cái giấy nợ của chị đã ký, đúng không? Đúng là từ cái... Đó, thì mọi người có thể hiểu được rằng là ở đây là cái nguyên nhân ở đây là cái giấy nợ 2 tỷ đó bây giờ đang ở đâu. Luân có nói với chị Giao là nếu như chị Giao mà khai với ai thì sẽ cho người xử lý về giết cả nhà, treo lên hàng rào và bắt trả số nợ 2 tỷ này, nếu không trả thì sẽ đuổi cả bố mẹ ra ngoài đường. Và đây cũng sẽ là những cái bằng chứng tiếp theo để tố cáo tên Luân này về những hành vi ở đây đã ác độc, tàn nhẫn, tra tấn chính người vợ của mình mang bầu 7 tháng mà còn lại là bắt ký giấy nợ. Đó, đây sẽ tiếp tục là những cái bằng chứng mà có thể tố cáo tên Luân này. Và Luân này có chịu nhận tội hay không? Đó, thì mọi người sẽ tiếp tục theo dõi với chị Giao này, có thể chia sẻ này. Cái nỗi sợ đó mà chị không có đủ can đảm để trốn đi. Đúng rồi. À, vậy là à, cái này bị bạo hành như vậy thì những lúc mới là em không được uống thuốc người thai, em không được gì hết. Chứ lại những lúc mà em bị đánh đập, những thương tích này em cũng không uống thuốc, em không xuất thuốc, không được gì hết. Nhưng mà cái lúc mà hai vợ chồng gần gũi đó là có tình nguyện hay không, hay là bị ép buộc chị? Nói chung là cũng có lúc đó là ép buộc, cũng có lúc là tình nguyện. Nói chung là ông chồng này ông đánh hành hạ chị Giao như vậy, nhưng mà không cho uống thuốc, không cho uống thuốc, bắt đau như vậy mà phải chịu, quý vị thử thấy không? Có nghĩa là những cái vết thương có ở trên mặt, đó, trên mặt này, trên người này là đau, là không được uống thuốc. Thì quý vị thử tưởng tượng coi, đánh đến mức độ mà chảy xước hết trên cơ thể, không còn chỗ nào mà còn lành lặn, khắp người chỉ toàn là vết thương. Mà em nói với tất cả quý vị và các bạn, của chị Giao này, đến bây giờ người dân chúng ta đang mong muốn là tên Luân này phải chịu trách nhiệm cho pháp luật, là phải chịu cái mức án cao nhất. Bây giờ em nói mọi người ở đây là Luân sẽ bị cái mức án tầm bao nhiêu năm? Thì chúng ta đã biết rồi là sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả giám định thương tích của chị Giao xem là bao nhiêu phần trăm. Nhưng em nói mọi người đây là chị Giao ở đây là bị thương tích khắp người, rồi kèm thêm cái hành vi mà ngược đãi bố mẹ, vợ con, gia đình, thêm hai tội đấy. Cái tội thứ ba ở đây là có thêm cái tội đây là bắt ký giấy nợ 2 tỷ. Và em đang hỏi mọi người đây là cái 2 tỷ đó là ông này ông ký bằng cái biện pháp gì? Ai làm chứng? Tại sao ông lại bắt người ta ký ở cái đây vấn đề này? Thì thông qua những cái nội dung mà chị Giao chia sẻ, chúng ta thấy rằng là ông Luân này hết sức tàn nhẫn. Và ở đây á, nó không phải là chỉ ảnh hưởng đến chị Giao không, mà nó ảnh hưởng đến cả con của chị Giao, con riêng của chị của ông Luân nữa. Bởi vì là rất nhiều người đã bị bạo hành và tra tấn và còn vứt con xuống ao. Rồi em hỏi mọi người là những cái nỗi đau, những cái nỗi khiếp sợ đó nó bao giờ mới được nguôi ngoai đây, đúng không quý vị? Và chúng ta cũng đã biết ở đây là ông Luân này không phải là cái việc bạo hành một hai lần, mà ở đây lại còn có sự tiếp tay của bố mẹ, của gia đình. Và em cũng không hiểu được là cái lý do nào đó mà người bố, người mẹ khi mà cũng có con, có cháu
mà chứng kiến Giao bị hành hạ tra tấn bầm dập như thế mà lại không có một cái cách nào để ngăn cản sự việc này, và chỉ nói một câu là tôi sợ tôi can nó đánh nhiều hơn. Quý vị thấy không, đây là sự thờ ơ của cả gia đình của bố mẹ ông Luân này. Nên là em nói với tất cả mọi người là đến ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận sự việc này là sao, là khi chị Giao ở đây là bị bạo hành đến mức độ quá mức mà bỏ trốn về quê, và sau đó mới được vào cuộc. Bởi vì em nói mọi người là đến chính quyền địa phương ở đó họ cũng không biết, bởi vì là khi có người báo thì họ đến thì chị Giao này bị ép buộc rồi, là bắt là phải nói thế này thế kia, nên là họ cũng không thể nào can thiệp được. Và đến ngày hôm nay khi mọi việc vỡ lẽ ra thì cơ quan chức năng họ giải quyết rất nhanh, đó chỉ sau vài ngày thôi là mời làm việc rồi. Thì em cũng muốn nói tất cả mọi người là cái sự việc đây là chắc chắn pháp luật họ sẽ xử lý, đặc biệt nhất là phải nghiêm minh với tên Luân này. Và hiện nay thì tên Luân này vẫn chưa chịu thừa nhận cái hành vi ở đây là tra tấn chị Giao bằng cái móc quần áo, bằng dây điện, bằng những cái vật khác giữa tay nắm cầu thang. Em hỏi mọi người là đánh chị Giao vào cái bánh chè, quý vị tưởng tượng nó rất là đau, đánh cái mức độ mà sập luôn, không đi nổi luôn. Quý vị thấy có tàn nhẫn không? Mà trong khi đó một người đàn ông mà không chịu làm, mà bắt vợ phải gọi điện thoại vay tiền cả ngày không được làm gì cả, mà chỉ gọi vay tiền người này người kia. Khi mà vay ở đây vay ai? Vay cả bố, cả mẹ mình, cả anh, cả chị em mình, cả bạn bè mình. Nếu như họ không cho vay thì sẽ chửi xối xả, tục tĩu, và nói chung là phải nói làm sao để người ta cho mình mượn tiền. Quý vị có biết cái nỗi nhục nào là bắt con chửi chính bố mẹ mình? Có nghĩa là chị Giao không còn cách nào khác, phải chửi rủa chính bố mẹ mình, người đã sinh đẻ ra mình. Nếu không chửi thì sẽ bị ăn đòn. Thì em hỏi mọi người là có nỗi đau nào bằng không? Em không ngờ được là một con người có thể nói là còn thua là súc vật, quá tàn nhẫn, ác độc, vô nhân tính, vô lương tâm. Không còn một từ ngữ nào có thể tả được là trong thời đại bây giờ mà vẫn còn tra tấn như thời Trung Cổ, đúng không? Mà bây giờ em nói mọi người đây là chị Giao cũng có nói rồi, là sẽ có nghĩa là sẽ phải làm đơn tố cáo cũng như là sẽ nói hết những cái sự thật này. Và bây giờ thì Luân vẫn đang tiếp tục lấy lời khai từ ngày hôm qua rồi, từ ngày hôm 21 tháng 5 đến ngày hôm nay là vẫn tiếp tục lấy lời khai. Và cái bây giờ ấy là căn cứ xử lý ấy, là chị Giao phải có kết quả giám định thương tích. Đó, em nói mọi người đây là giải quyết xong là cái giám định thương tích ở đây là bao nhiêu phần trăm, rồi sau đó mới đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam tên Luân này. Lúc đó rồi em nói mọi người ha, xem có khai không. Bây giờ thì là vẫn chối tội, rồi đó hả, cứ động một phát là vả cho một cái vào mặt, xem có khai không. Em nói mọi người gặp mấy anh hình sự là em mọi người là thôi rồi ấy. Nhất là mấy cái vụ án mà bạo hành này thôi mấy anh xử đẹp luôn quý vị. Rồi đó nhốt cho 2 ngày là khai hết. Em nói mọi người là phải trừng trị tên Luân này phải gấp 10 lần những cái gì mà họ đã tra tấn với một người phụ nữ, đúng không? Một người mà chân yếu tay mềm, một người phụ nữ đáng được bảo vệ, đáng được chúng ta ở đây là quan tâm, thì lại đi bạo hành một cách tàn nhẫn mà chính cái người con ruột của mình cũng bị bạo hành. Thế em hỏi mọi người là một con người mà không có cái nhân tính của một con người, nó là đầu của một con thú như vậy, thì có đáng sống hay không? Đó, chị Giao cũng có chia sẻ là ở đây là chị cũng nói là rất là lo sợ. Cho mọi người tiếp tục nghe này. Khi nào mà chị tình nguyện, lời ngon tiếng ngọt hay như thế? Không dám kháng cự với lại những cái vết thương trên người em á, nó đau nhất nữa, nên là những lúc em muốn kháng cự nhưng em không, tụ em thôi. Mà giờ chị cũng là bất khả kháng đúng không? Và trong khi đó tặc đâu có biết đâu, đâu có biết ai đâu mà tí. Rồi xong á là bắt đầu là để lên, xong là chụp cái giấy nợ đó lại. Rồi chị nói đây hành vi cưỡng đoạt tài sản đó. Tại vì á là cái tờ giấy nợ đó là không có bên chủ nợ, mà chỉ có bên em là người vay em ký thôi. Rồi xong rồi chụp hình lại, rồi xong rồi giấy tờ gốc á là xé đi. Đây cũng dạ, giống như chị nói, chị mà là không biết của chị nó, chị hiểu biết rằng là cái giấy em không được đi đâu ngoài trong nhà em đang ở. Nhà nó có cô lập với hàng xóm không? Nói chung á là hàng xóm nhà nó chưa hết, chỉ có họ hàng trong nhà thôi. Xung quanh hàng xóm như này cũng không giao vô, không tiếp xúc với ai hết. Em không được đi đâu. Nhà đó thường xuyên có tổ chức họ hàng nhậu nhẹt đâu không? Không có. Không có. Chồng chị ở nhà 24/24 hả chị? Ở nhà đa phần là ở nhà. Không có bạn bè đi chơi với bạn bè, không có ai bạn bè lại chơi thôi. Cà phê và nói chung là không có, không thể có luôn. Tại vì có một điều như thế này, có một vị khán giả nhận ra chị là cái chị này có bình luận trên một kênh đó là Chết Đi Sài Gòn rằng là tưởng đâu ai mình nhìn kỹ mới ra được. Cái số của em phải gặp người chồng như vậy thì em cũng phải can chịu thôi, chứ bây giờ có hối tiếc thì em cũng đâu có được trở lại như ngày xưa đâu. Thì giờ là cái số mình có trên kênh này là những gì em nói. Nhiều người theo đuổi em, nhưng mà tại vì có lẽ là nói chuyện á, nói chung là gấp
nào đâu, rất là thương con. Tuy là con nuôi nhưng mà vẫn thương. Chị hiểu biết rằng là cái giấy nợ gốc đã xé chỉ là chụp lại cái bản hình đó thôi, thì tức là nó không có đủ cơ quan. Em thấy là cái trình độ, mức độ, một cái môi trường chị đã tiếp xúc là chụp lại cái bản hình đó thôi. Đường là thứ nhất là em không tiếp xúc được với người bên ngoài. Em không được đi đâu ngoài trong nhà em đang ở. Nhà nó có cô lập với hàng xóm không? Nói chung á là hàng xóm là không ai tới nhà nó chơi hết, chỉ có họ hàng trong nhà thôi. Vậy là không, chị Giao này á là không căn nhà đó, và chỉ được ở trong nhà cầm điện thoại và gọi điện thoại để vay tiền. Và nếu như hôm nào vay được thì sẽ không bị ăn đòn. Còn nếu như mà hôm nào mà vay được không bị ăn đòn, còn hôm nào mà không vay được thì sẽ bị đánh. Mà đánh ở đây không phải là đông thường, bắt cởi hết đồ ra và trói chân trói tay lại, nhét rẻ vào miệng rồi là đánh bằng cái dây nồi cơm điện. Đánh đến mức độ mà trên khắp người là chảy máu be be bét hết, mà em không hiểu được là nó không biết cảm nhận được nỗi đau hay sao ta. Em nói mọi người là em rất là mong là đội cảnh sát hình sự ở ngoài đó, khi mà đã bắt tạm giam rồi á, là phải đánh gọi là cái ngay đánh đêm, đánh cho nó một gọi là mức độ như tử, chết đi sống lại, cho nó hiểu được cái cảm giác đau đớn mà chị Giao đã gánh chịu trong suốt một năm qua. Đó, em không biết cái vấn đề tù tội như thế nào, nhưng mà em mong ở đây là khi lấy lời khai á, là một cái không khai, em nói mọi người là đúng, y làm y như vậy, sẽ lấy cái móc quần áo đó bẻ thẳng ra, rồi hơ lên bếp ga cho đỏ lên và dí vào người. Đó, thì đấy sẽ là một cái sự gọi là lấy lại công bằng cho chị Giao. Chỉ cần như vậy thôi là cho nó hiểu được nỗi đau. Và cũng lấy cái dây điện để đánh lên người y như vậy. Mà em nói mọi người nhá, mấy anh hình sự á, mà anh lấy lời khai á, mà không khai á, anh đánh còn đau hơn cơ. Em rất là mong các anh phải làm sao mà đánh cho nó khai hết, đúng không? Đánh cho nó phải gọi là cảm nhận được cái nỗi đau thấu trời, để nó biết được cái vấn đề là hành hạ tra tấn một người phụ nữ, một người vợ, một người con, nó đau đớn như thế nào. Đó. Nên là em cũng sẽ cố gắng để có thể là cập nhật cái nguồn tin mới nhất. Nên là quý vị khán giả nhớ là để lại comment dưới video này ha. Em sẽ liên tục cập nhật cái thông tin mới nhất để gửi cho tất cả mọi người. Và video này xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người.